Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại video của mình nhé. Bắt đầu ngày mới thì mình sẽ reset cái nhiệm vụ của cái ạc Farmme này nha mọi người. Ok mọi người, thì mình sẽ bán hai gạo này. Còn một cái này. Ok mọi người. Mua 8 cà rốt nha mọi người. Ok luôn. Mình sẽ mua thêm 10 trứng nha mọi người. Ok nha mọi người. Mình sẽ mua 10 trứng nha mọi người. Xong cái mình sẽ tưới khoai tây nha mọi người. Tưới khoai tây xong á thì mình sẽ mua thêm 5 khoai tây đi ra bên này nè. Này thì rồi mình sẽ gieo khoai tây để bên kia nha mọi người. Mình gieo khoai tây để bên kia rồi là mình gieo này, gieo 5 mà còn 10 đúng không, tí thu hoạch mình gieo lại nha mọi người. Bây giờ mình tưới nước đi, mình tưới nước của nó đi mọi người. Không có quà, không có quà bạn nó lo. Chân nội ơi, anh đi về tốt luôn hết cho anh 50 tốt. Gửi nhẹ cho tôi gửi. Chưa. Tốt chứ, tốt, 550 chứ trả nghe tốt. Chưa thấy nghe. Happy birthday. Đã có bằng ôi anh đang cái gì anh? Có gì đâu mà phải khóc. Sao hồi tối về hết thuốc rồi chạy qua đây mua gói mè. Có đi mắc nợ ta 60. Che chưa người. Kiếm mới nữa. Hồ chiếu còn cái nịt. Chật kinh, ăn chè đó, ăn được cái tô chè to bự chà bá như vậy lần nào đâu biết. Ta đi nhắn tin không thấy học trả lời, tao kêu mua mẹ ly thập cẩm đi. Qua đâu ông nói, anh em thằng qua đua. Chờ đi ra Huế mà mua được cái miếng me sừng mua về hứ. Ai? Ồ kính vầy đồ. Đồ vừa đi đua đôi làm hại ta khải đô đô đó. Kinh.
Ờ, hôm nay đi là quả luôn đó. Đợt làm à? Đợt ở bên trọ mi à? Bên cái chỗ gần cái nhà. Không, cái nhà. Không, cái nhà một bên chỗ 134 đi thẳng lên một tí á. Hắn ở tầng 4 á, cái hôm nó ở tầng 4. À, đợt mình tổ chức đợt có đợt nó làm sinh nhật nó đó. Anh em mình qua nè. Nấu ăn đồ này. Rồi có hàng đấy chứ đâu. Đã ăn đoàn thân Quảng với đoàn là bạn thân từ lâu đời rồi. Hỏi đoàn có tặng gì không Quảng không? Tiếp tục reset nhiệm vụ nha mọi người. Ok mọi người. Ok. Ok lắm. Ok nha mọi người. Bây giờ mình sẽ thu hoạch 5 hồi tuần đồ. Tập tưới mọi người. Hôm qua ạc nào cũng thu hoạch vô nhiều quá. Ok nha mọi người. Sau đó là mình đi tưới cái gì ta, cái lúa 10 lần mọi người. Ê tao cho nó rồi mày. Ồ cân nó tốt chờ. Quạt hình nhật của ta đó. Ta mời anh em mang sinh nhật đồ đó. Ê vị này giống vị soda vị kem quá. Thì đúng quá. Giống cái vị soda vị kem á. Ghê vậy. Đó, mình cũng muốn đi uống bia hơi các bạn lắm chứ, chứ mình còn nhiều quá, công việc còn nhiều quá mọi người ạ. Ước gì. Hay là nghe theo lời thằng Đức gì đó. Đó. Tiếp tục mình qua mình mua 7 omelette nha mọi người, mình trồng thêm 5 nè. Mình không biết mình là tưới cái táo kia nữa mọi người ơi. À mình tưới rồi mọi người. Mình tưới rồi đó. Bắt đầu mình gieo 10 cái này nè. Rồi gieo 10 này. Năm 10, 15, 20. Ok mọi người, mình gieo 10 khoai tây nha mọi người. Mình gieo 10 khoai tây ở đây này. Xong cái mình chặt củ 15 lần, chặt cây 15 lần.
mua luôn 7 omelette. Thế là ok là hết việc về thu hoạch 5 khoai tây nữa là ok mọi người. Good. Tụi mày biết tên của cái vé xanh xanh vàng vàng tím tím là gì không? Tao dịch ra là giấy chứng nhận nhà đất đó. Good. À, bảy omelette. Chiều thu hoạch khoai tây với... Đâu đây chị em trai? Ok nha mọi người, mình chặt gỗ cây 15 lần, càng mỏi quá. Ok mọi người ơi, trên giường kìa đâu. Mà tôi thác loạn trên phòng, ở phòng kìa đâu. Hả? Ngày xưa đi khai sinh bị trễ, khai sinh trễ bị phạt xong đổi số 3 thành số 8 đó. Ngơ à, bố mẹ đằng kia cưới với tao một ngày vẫn sinh tháng riêng rồi mà tao sinh tháng 3 là dường ơi. Thì khai sinh là khai sinh bị phạt xong đổi số 3 thành số 8 là ngơ. Em mua 20 khoai tây cho mọi người. Em bảo mình. Ai? Ta mấy bữa ta đi mua, đi bộ đi mua tụi mi rồi. Nếu một đợt trước tao cũng 3-4 lần liên tục răng không thằng một lên đi. Đấy, như thằng Quốc Tôn đi tập thể dục thể đồ với chứ. Vì phải bưng lên cho nó khỏe lại. Thì cất mi mà ba nấc, đi 30 nấc á. Ồ, thằng đấy nói điêu đó mi ơi. Con mới coi đi. Thằng đấy giờ tao đang tập video phải không? Quả bắt vô hâu tha trừ. Lấy gạo 10 lần nha mọi người. Người ta vừa mất con mà giờ đợi đi người ta thông cảm đời đang bấy. Bây giờ cái đầu óc mô nữa mà nghĩ đến cái cảm ơn hay không? Không thà người ta mất theo kiểu khác còn đỡ, ở đây mất theo kiểu này đúng quá. Đúng không? Mà làm thiền nguyên lắm phải đòi đạp lái với
mọi người. Bình quá đi. Phạm Vinh ơi, còn Vinh ông Đức. Tối tụi mình đi nhậu rồi đó bạn ơi. Tối đi nhậu bên chỗ gần khu công nghiệp An Đồn rồi. Hồi mồ hôi. Mai sinh nhật mà tối mai với ông nội. Thích đi nhậu thì anh em kéo nhau ra đi như quân nguyên đấy chứ. Mi phải liên lạc với anh bá đạo là kêu anh bá đạo làm xong sớm kìa. Bữa đi mượn một miệng ăn đó mà. Yeah. Ok, mọi người cuối cùng cũng hoàn thành được một cái hạt đầu tiên này. Ta làm quả 25 phủ tù với 20 cà rốt nữa là một chết á. Nước mía lớn đi. Hai chị ngộ đâu hai chị. Có thấy cái gì đâu nè. Hai. Đâu mà ăn thật sữa mấy ông nội, uống thật sữa mấy ông nội.
Dầu tao cần à? Anh Yến cần dầu à? Hôm qua gánh lộn đứt kịch. Đánh ngô kênh hôm qua anh trình diễn lát rồi mà anh ao vừa lấy hết 4-5 thằng sợ thiệt. Ta kêu bên kia từ nhỏ đến lớn là chỉ một combo thôi mà. Thường đấm thẳng mặt nó luôn chứ hôm qua tôi chơi. Mà cả đống máu và cả đống giáp rồi ông nội, vàng khè lên rồi. Ôi, còn thiếu 5 cà rốt nữa. Ôi mà support gánh team mình, góc mô cũng support hết kinh. Hạn từ giết mạ thằng team top rồi thì đi rừng đi ăn rồng, rừng được con rồng mua hết thì được một con ăn kéo ra ăn chung. Wow, ta đặt như rưa. Mình nghĩ rằng mà cái con lắc của ta mà giảm nhẹ một e là đi mà có ly xin cắm mắt hồ thể lên đá mình một cây máu tốc biến xong âm mình nhẽ được. Mình cấu vào một quy một e xong mà không có r xong ấn ấy tự hồ thể lên mình lại cho một e nữa cái que không. Mình thấy anh cắm mắt rồi là mình biết hắn hiểu hồ thể vào đây rồi chứ. Nữa là em đi rồi. Ơi lúa ơi là lúa, đây là được 1, 2, 3, 4, 5. Ôi ơi ơi. Mọi người mình qua chặt 10 gỗ nữa mọi người ơi. Xong cái chiều mình vào mình thu hoạch với mình tưới gạo nha mọi người. Let's go.
Ở tối hôm qua đã lăng xả nữa cơ mà, đã hy sinh chứ. Đã hy sinh cân. Khỉa cái gì? Khỉa cái gì mà khỉa? Đội nhiệm vụ nào các bạn ơi? Lavender đâu mà đổi fan. Chỗ bạn 16 cà rốt này, 36 potato này. Ok nha mọi người. Ê đứa, bây đừng có nói đứa, thằng Đức anh đòi lại tớ á. Vì có tốt đéo, xấu. À, kinh khủng. Đồ tôi cũng nạn. Ô, mình không xem cái nhiệm vụ gieo cà rốt của mọi người, mình bán hết cà rốt rồi, giờ mình phải mua nè. Thấy trước khi đi ngủ thấy thằng Đức niệm vô lượng thọ Phật rồi mà. Ta không biết chứ, hồi tối là ta có thằng nào bước qua chân ta mấy lần á. Trời cơn. Ta bước qua mà ta mình qua mình đào đá trước nha mọi người. Mình qua đập đá 40 đá trước. Xong cái mình quay lại mình nhận thêm 7 potato nữa là mình gieo. Hợp lý.
mua ở đây, em nấu mua hay mua gì đây? Ok mọi người, mình đập đá trước nào. Mình đập đá trước nha mọi người ơi, mọi người ơi, mọi người ơi. Vác cái mỏ qua là được rồi. Mình cố gắng mình làm, mình chiều về mình đi chợ với Quốc luôn. Để Quốc đi chợ mình buồn. Có chứ, Quốc muốn về thương Quốc làm mình mấy ạc nè. Ê, 5 giờ mà, rồi. Tại vì tao nấu cho My ăn rồi còn đòi hỏi cái gì nữa. Ta muốn về sớm để nấu cho My ăn đó mới ý nghĩa, My hiểu không? Sáng ra nghe Đức hát bài Happy Birthday to You rồi. Kinh Cưng thị kinh chinh. Ok mọi người, mình một đá nữa là mình đào bốn với đất nha mọi người. Đào bụng với đất này. Hôm nay mình gieo mấy cái thứ vớ va vớ vẩn này. Ê cái thằng Billy Tao ra tao thấy có hai đâu vậy? Chỉ là thằng đá cặp với Alaba Diêu Chao á. Điên điên khùng khùng quá vậy. Tốt làm anh thấy thất vọng quá tốt rồi. Điên tốt khùng. Ôi mình đợi canh chân xí nhé mọi người. Với mọi người xong này. Ok mọi người ơi. Ok
ba vé mọi người. Qua tiếp theo nào. Bán ít đá trong này nha mọi người, rất còn đá còn bán đá bán gỗ luôn nha. Mình biết vì sao mình không có bông hồng nào không? Vì là mình đang mẹ rồi, còn bông hồng em tặng mẹ đó. Ai chào ui. Mọi người mình kéo cả khoai tây trước nhé. Lâu đấy mọi người ơi. Mình thích omelette lên cắn nha mọi người. Thank you.
cảm giác nhanh nhanh mọi người. Ăn cái kia lâu quá đi. Còn nửa lâu mới lấy xong ba lô mà. Ok, mới về ạ. Thiếu 30 đá mọi người ạ. 30 đá. Chắc chỗ sau đó đến sau nhé. Hai nào, ok, mình chặt lại, chặt đấy mọi người, đâu chặt, đâu. Hiểu quá. Các bạn ơi, ok nào, giờ tưới gạo 3 lần nữa là được các mọi người. Tiếp tục qua khác nha mọi người ơi. Thank you.
cà rốt nha mọi người. Mình chế cà rốt 5 lần này. Hôm qua mình mua 10 rừng đó là xong. Sau thời gian qua rừng thì mình cắm thêm một cái trứng nữa thôi. Ok chưa? Good.
Mọi người tiếp tục nào. Thank you.
Đây mọi người, ạc này hai vé mọi người, mình xuống đây mình cưới khoai tây này. Đấy, giờ là chiều mình thu hoạch cả khoai tây cả hành mình bán đấy mọi người. Tiếp tục nào mọi người ơi. Thank you.
đầu đất 15 lần rồi mình đập đá nhé. Lâu rồi bắt chữa mới được chữa cho này. Ok, nhưng có khác gì chứ bà đẻ mới dậy không? Để đi ôm ông, ôm em. Ok mọi người, thì chiều lại rồi mình sẽ thu hoạch khoai tây nha mọi người. Thì video của mình cũng xin tạm dừng tại đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của mình.